mọi nguồn tin là tôi tin từ ông này thôi nhé, còn đâu thật hay không tôi không biết. Em có dám, em cam đoan mọi người đi, em cam kết mọi người không? À. Đây đi thẳng Camera. Em biết tất cả thông tin em thì em chia sẻ thôi, cái đó là hoàn toàn sự thật rồi. Đi tìm nhà của Messi nghe có vẻ điên rồ đúng không mọi người, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ thử nhé. Phía sau mình chính là Khải Hoàn Môn mọi người ạ, đây là một điểm rất nổi tiếng của Paris nước Pháp. Bạn ấy nói với mình là nhà của Messi thì ở gần Khải Hoàn Môn, nên là mình đã hẹn bạn ra đây để chúng ta tìm được các bạn ấy xem sao. Nói chung là cũng có thể là bị lừa, có thể là thế này thế kia, nhưng mà mình nghĩ là với một cơ hội như này thì bị lừa không sao cả, hãy cứ thử đi, hãy cứ sai đi vì tôi cho phép mà đúng không mọi người. Nên là hôm nay thì không sao cả. Bạn ấy hẹn mình lúc 8 giờ ở đây và bây giờ cũng là 8 giờ tối rồi. 8 giờ tối ở đây cũng là 1 giờ đêm ở Việt Nam mọi người nha. Ở đây rồi. Hello em. Bên này có tay nào, có tay nào. Ờ ok. Ờ đây là bạn Huy đúng không? Hôm qua thì bạn ấy bóc cho mình, bạn ấy nói là bạn ấy biết nhà của Messi. Thật đấy em? Biết chút á. Ờ Messi sang đây bao lâu rồi nhỉ? Gần một năm rồi đúng không? Tức là cái nhà này Messi mới ở đây đúng không? Dạ, Messi mới ở đây. Ok. Mày đi trước cũng đi nhá, cứ đây, ra đây đúng không? Dạ. Nguyên do nào mà em có thể biết được ngôi nhà này? Rất là nhiều người tò mò ấy. Em quen vài trong Paris. Wow. Bạn ấy nói là bạn ấy quen vài cầu thủ của Paris Saint-Germain. Thật ra thì đến lúc em nói với anh ấy thì bây giờ anh cũng chưa tin đâu. Nhưng mà thật sự là anh rất là hiếu kỳ, bởi vì thật sự là tất cả những người đang xem video này đều tò mò, thật sự là ai cũng mong muốn là biết được nhà của Messi hay như nào, nên là anh cũng bảo là thôi cứ đi thôi, cứ thử xem sao. Cô thấy anh? Ờ, em thấy á. Em xem video hay là sao? Em xem trên YouTube, em thấy anh có đeo cái lá cờ đó. Yeah. Thế là xong rồi em xem cái clip tiếp theo là anh mua áo Messi đúng không? Dạ đúng rồi. Ờ đúng rồi. Thì đấy, xong rồi em inbox anh xong anh thấy khá là lạ. Anh cũng không biết là thật hay giả. Có một số người anh thì bảo là phải chết chém gió thôi, rồi thế này kia. Thật ra là đối với anh không biết em có chém gió hay không, nhưng mà anh vẫn cho mình một cơ hội. Dạ. Cho những người ra xem video này một cơ hội, vì chúng ta biết đâu đúng không? Có thể là không biết là như nào, nhưng mà anh cũng có một cái niềm tin cho em. Khi mà em inbox cho anh thì anh thấy rất là vui thôi, kể cả đúng hay sai thì chúng ta cũng thử cùng nhau ngày hôm nay. Chỉ đứng ở phía ngoài thôi, mình biết được cái ngôi nhà thôi, chứ mình không thể vào trong được. Ừ. Vì mình không có... Anh hiểu, anh hiểu. Nhưng mà ở đấy mình liệu mình có chứng minh được đấy là cái nhà của Messi không? Có cách nào chứng minh cho mọi người biết là... Đúng không? Nếu không, kể xem xong mọi người bảo là anh Phúc có phép, anh cũng đi vào ngôi nhà đấy bất kỳ, mọi người bảo đấy là nhà Messi thì nhà Messi sao? Đúng không? Ví dụ như bảo vệ đứng đầy... Có bảo vệ. Nhiều đúng không? Có bảo vệ, người ta không có đứng ngồi, nhưng mà người ta ngồi trong xe ô tô. Tức là có những cái ô tô ở cạnh cái cổng ngôi nhà đúng không? Dạ đúng rồi. Người ta đứng rải rác xung quanh khoảng tầm 2-3 người. Thì chúng ta cứ nếu mà được đứng cổng nhà thì cứ đứng lêu heo đấy một tí cũng được, cũng gọi là vui rồi, tại vì check in cổng nhà Messi đâu có dễ đâu. Đây là số điện thoại của Messi. Wow, sao em có số này? Đây là của Di Maria. Wow, bạn ấy có cả. Ủa, thật á? Em đã từng qua nhà của Di Maria rồi. Ok, số đi che đi, chứ không để đấy thôi. Ủa, men. Tức là em cũng có trao đổi với bạn ấy á. Ờ, thì thật là nha. Nhưng mà em bán gì cho các cầu thủ? Nãy anh nghe kể em bán đồ cho các cầu thủ ấy. Em chỉ bán giày. Giày là giày gì? Ví dụ những cái đôi giày những cái giày những cái giày mà nó trendy. À, những cái đôi mà kiểu cũng phải đi khó mua đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm qua vì hôm qua là em ở nhà em xem YouTube của anh. À. Em thấy anh chạy ra đi mua áo. À. Mua nhiều quá. Ở ngoài đi Maria như nào? Tính cách như nào? Nói chung là em thấy rất sợ. Sợ hả? Em sang em thấy thì Di Maria ít nói. Ít nói? Tức là nhà toàn thấy vợ nói đúng không? Đúng. Nhưng mà em thấy
thì thường là hướng về gia đình hơn. Thật ra thì chừng chẳng ai sợ vợ đâu, chẳng qua là người ta nể và người ta yêu thương vợ thì người ta sẽ kiểu nhường nhịn hơn thôi. Đúng rồi. Đấy. Nào, qua nhà Messi hết có 11,5 euro thôi các bạn ơi. Ok, chúng ta đã xuống taxi nhé. Ok. Nhà 31. Nên là mình phải giả vờ quay sang chỗ khác. Nếu có nhà Messi thật mà mình giả vờ đưa kẹo Messi lên đây không thấy. Mình đâu có ngại đâu. Anh sẽ đuổi đấy. Sợ gì? Thì anh mới đuổi đúng nhà Messi mới đuổi chứ. Đúng không? Phải tươi đấy kìa, không sao đâu. À, như vậy thì chúng ta đã tìm được đúng nhà Messi. Đáng nghe chưa, cười tươi đấy kia mà. Thân thiện mà. I'm fan Messi. Đấy chưa? Mặc dù mình fan Ronaldo nhưng mà thôi, mình phải nói thế không bị đấm. Thế là em đã từng vào trong này rồi á? Dạ. Uầy, mọi người nếu thỉnh thoảng nếu mà đứng lên đợi có khi có ngày Messi ra ấy nhỉ? Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Messi ra thì Messi sẽ lên xe ô tô luôn đúng không? Ờ, đúng rồi. Đây mọi người nhá, chúng ta đã tìm được nhà của Messi tại Pháp. Nói chung là mình cũng không biết chắc chắn là có đúng không, nhưng mà theo hiện trạng như hiện tại thì khả năng đây là nhà của Messi. Đấy, thì các bạn nào mà muốn tìm nhà Messi thì đây là nhà Messi nhá. Đấy. Em một em cam đoan mọi người đi, em cam kết mọi người không? À. Đây, đi thẳng camera. Em biết tất cả thông tin em thì em chia sẻ thôi. Cái đó là hoàn toàn sự thật rồi. Ok. Thấy không? Anh hồi nãy anh đến, anh bảo vệ nó còn đang gật đầu nó cười. Vì bảo vệ thường hay đứng ngồi trong xe ấy. Ví dụ như ai mà lẩn quẩn tới nhà là người ta mở cửa người ta xuống xe liền. Thì người ta kiểu cảnh báo đúng không? Dạ đúng rồi. Vì có vợ có con ở trong đó. Xong rồi về xong thấy mình cầm cái áo đi xem hay là cầm mấy túi đồ người ta yên tâm. Dạ, người ta biết là kiểu fan đúng không? Dạ đúng rồi. Người ta không có nghĩ được. Không có nghĩ gì cả. Sống. Và sẽ ra cái check in cái ảnh với cả nhà của Messi mọi người. Thật ra thì nãy là mình mua áo Mbappé đấy mọi người, Buffet áo Messi thôi đấy. Thì nó cầm ra kia giờ nó đẹp mà các bạn ạ. Đấy, hôm nay thì thật sự là đây là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời với mình. Nói chung là bây giờ mình vẫn nói chung là anh vẫn chưa tin lắm nhé, trong lòng anh kiểu nó vẫn là một cái gì đấy thôi, thật sự là rất là xa vời á, không thể tin nổi. Cảm ơn em rất nhiều nhé, thật sự là rất là tuyệt vời. Hy vọng là sẽ còn những cái dịp mà anh sẽ sang đây, xong rồi ví dụ như mình sẽ đi xem bóng đá. Ok, có gì em có gì hay ho thì em sẽ. Nhưng mà trải nghiệm thật sự là được gặp Di Maria thì mình nghĩ là quá tuyệt vời. Đúng không? Được tân bóng cho anh ấy, hay là có mình nếu mà được thật thì mình sẽ có những cái món quà đặc biệt của Việt Nam dành cho anh ấy, rất là hay. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video này. Và nếu mọi người thấy hay thì đừng quên là dành một nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Phúc. Cũng như là cảm ơn bạn Huy ngày hôm nay. Quá tuyệt vời, không còn gì để nói cả. Không biết phải nói gì, thật sự là kiểu rất là nghẹn ngào, rất là tuyệt vời. Đối với tất cả những bạn nào mà là fan của Messi khi mà xem clip này mình nghĩ sẽ rất là tuyệt vời, rất là thích luôn. Mặc dù mình không phải là fan Messi, mình là fan của Ronaldo. Nhưng mà đến được một ngôi nhà của một huyền thoại bóng đá đương đại đang sống như này, một trong những cái người mà đã truyền cảm hứng bóng đá rất nhiều bạn trẻ trên khắp hành tinh ấy, thì đây là một cái khoảnh khắc mà đối với mình vô cùng xúc động luôn. Ok, Huỳnh Thương bây giờ nói nhiều quá rồi, bây giờ mình phải ra mình check in đã các bạn ạ. Nói chung cái gì đấy, check in là vẫn là cái quan trọng nhất.